có lắm. Thank you.
chào Mít nhá. Dạ. Con chào cô rồi con. Chào cô. Cô chào con nhá. Anh. Ừ. Anh ơi, hôm nay em làm một mâm cơm Tết dương lịch ấy, em mời anh với lại cháu là đến ăn cơm với em nhá. Rồi. À, con đến ăn cơm với cô nhá. Vâng. Thì con đến nhá. Vâng. Thì em về luôn đây anh ạ. Em về để em mời cơm. Rồi mà tí anh ra anh. Em về đây. Ừ. Cô về nhá. Dạ yeah, con. Vâng.
Em ơi, có hay chưa? Em xong rồi anh ơi. Ở đây. Hai lúc con vào nhà đi. Để cô một tí nhé, cô đang sắp xong rồi. Con ngồi vào kia đi. Lấy cô một tí nhá, sắp xong rồi. Hôm nay là Tết dương lịch nên là cô nướng con gà ngon lắm. Thấy không? Thơm không? Cô nướng gà này, cô nướng cả thịt nữa. Hai bố con sang ăn. Đợi cô một lát nhá. Bánh mì đi con, cô làm đấy. Con ăn bánh mì nhá. Bác của bố con đâu? Ăn thôi, ăn thôi, con ăn đi. Anh ăn đi anh ơi. Ngon lắm. Ngon con nhỉ, ăn ngon không? Ăn thịt đi. Cô là giỏi đấy, cô giỏi làm giỏi không? Ăn đi anh ơi. Ăn đi. Thử cái lò mới. Ăn đi anh. Ăn đi con.